Quý vị thân mến, cây mật gấu là một đặc sản của vùng núi Tây Bắc, vùng núi Hòa Bình. Đây là cái loại dược liệu quý rất tốt cho gan. Cây có tác dụng là tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, viêm gan C và hạ men gan vô cùng hiệu quả. Đã có hàng trăm bệnh nhân điều trị hiệu quả nhờ cái cây thuốc này. Ngoài ra thì cái cây này nó còn có một cái tên khác, đó là Hoàng Liên Oro hoặc là Mã Hồ hoặc là cây Thập Đại Công Lao, cũng đều là cây mật gấu cả. Để giải thích ý nghĩa tên của cái vị thuốc này thì có hai cái luồng ý kiến về tên của cái cây mật gấu. Có cái ý kiến thứ nhất cho rằng cây có tên là cây mật gấu bởi vì khi sắc nước uống, nước sắc cây mật gấu có màu vàng óng giống như màu vàng của mật gấu. Và ý kiến thứ hai là tên cây mật gấu là do tác dụng của cây giống với tác dụng của mật gấu là điều trị nhức xương khớp và tăng cường sức khỏe. Chính nhờ hiệu quả tuyệt vời của cây thuốc này cho hệ xương khớp, tiêu hóa và gan mà đồng bào các dân tộc ở vùng cao Tây Bắc đặt cho cái tên rất đặc biệt, đó là cây mật gấu. Nếu có điều kiện lên vùng cao miền Tây Bắc, bạn sẽ thấy ở các cái khu chợ người dân bày bán rất nhiều loại cây này. Đặc biệt hầu hết trong mỗi gia đình vùng cao đều có ngâm một bình rượu cây mật gấu trong nhà làm thuốc và thiết đãi khách quý. Cây mật gấu này thì thường mọc chủ yếu ở các cái tỉnh Tây Bắc. Các tỉnh có nhiều cái thuốc này nhất là Sơn La, Hòa Bình và Điện Biên. Để có một cái cây mật gấu đủ lớn để làm thuốc thì ta phải chờ cây đủ 5 năm tuổi. Cái bộ phận làm thuốc là thân và rễ cây. Thân mật gấu có màu vàng đặc trưng và có vị đắng rất tốt cho gan và hệ tiêu hóa. Đây là một cái loại cây gỗ sống lâu năm nên là cây được thu hái quanh năm vào những ngày nắng. Người dân chọn những cái cây thẳng ít nhánh, sau đó chặt bỏ những cái cành nhỏ rồi tiến hành phơi khô nguyên cây hoặc thái miếng mỏng phơi khô để làm thuốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy thì trong cái thân cây mật gấu có tới từ 0,35 cho đến 2,5% hoạt chất dapperin, một cái hoạt chất có màu vàng được sử dụng nhiều trong điều trị bệnh đường ruột. Về tác dụng của cây mật gấu thì cây mật gấu có một số các tác dụng như sau. Thì mật gấu vị đắng có tác dụng mát gan, giải độc và hạ men gan, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, viêm gan C, tác dụng điều trị chứng vàng da do bệnh gan, tác dụng giá rượu rất tốt, phòng và điều trị xoáy mật, giảm đau lưng, điều trị bệnh xương khớp. Lá cây mật gấu còn có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, bệnh thoát vị đĩa đệm và bệnh xương khớp rất tốt, tác dụng tiêu mỡ, điều trị viêm đại tràng, bệnh đường ruột. Đối tượng sử dụng ở đây thì gồm có những bệnh nhân men gan, xơ gan, vàng da, người bệnh viêm gan B, viêm gan C, người thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia, bệnh nhân xoáy mật, người bị đau lưng do thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, người thừa cân, béo phì, người tiêu hóa kém, bệnh nhân bị viêm đại tràng. Vậy thì cái cách sử dụng cây mật gấu như thế nào? Thì chúng ta có những cái cách sử dụng như sau. Chúng ta có thể ngâm rượu. Thân mật gấu còn được dùng phổ biến để ngâm rượu. Cây này rửa sạch rồi chẻ nhỏ ra đủ kích cỡ lọt bình ngâm là được. Thế là chúng ta chẻ ra bằng ngón tay, phơi khô trước khi ngâm vào rượu trong bình. Thì mình có thể là tráng qua một lần bằng rượu là tốt nhất. Các bạn nên ngâm trong một tháng trở lên là dùng được. Rượu mật gấu có màu vàng óng, mùi thơm đặc trưng, có vị đắng, song rất dễ uống. Tác dụng của rượu mật gấu là điều trị các cái triệu chứng về rối loạn tiêu hóa, bệnh đường ruột, tê thấp, đau nhức xương khớp. Lưu ý khi sử dụng cái rượu cây mật gấu là nếu thấy rượu quá đặc, bạn nên pha thêm một chút rượu trắng. Rượu mật gấu rất tốt cho xương khớp, tiêu hóa. Tuy nhiên thì không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây cồn ruột. Và cái cách thứ hai là chúng ta có thể là sắc nước uống. Đối với thân cây thì chúng ta có thể lấy 15 đến 20 gram thân cây mật gấu cho vào nồi đun sôi với 800 ml nước trong cái thời gian khoảng 15 phút. Uống hàng ngày có tác dụng là mát gan, giải độc và giá rượu. Sắc uống cây mật gấu làm nước uống vừa đơn giản lại có nhiều tác dụng. Vì vậy mà thiết nghĩ có thể phổ biến thành thức uống hàng ngày, hơn nữa lại có lợi cho sức khỏe. Cái thứ hai là cách dùng bằng lá cây. Thì chúng ta có thể lấy 20 gram lá cây mật gấu khô, hãm với 1 lít nước đun sôi uống trong ngày. Và trước khi hãm thì chúng ta cũng nên tráng qua một lần bằng nước sôi, sẽ làm cái mùi vị thơm ngon hơn. Đối với cái việc mà ngâm rượu bằng cái cây mật gấu thì chúng ta cũng chú ý là chúng ta chuẩn bị lấy 1 kg rễ hoặc thân cũng được, và 6 lít rượu trắng, rễ hay là thân
thì chúng ta nên tráng qua một lần bằng rượu chè nhỏ, sao cho có thể là cho vừa vào bình ngâm là được. Nếu lấy loại đã thái lát sẵn, các bạn không phải chế biến gì thêm. Và cái thứ hai là chúng ta có thể là cho rượu và rễ hay là thân cây mật gấu vào trong bình ngâm sau khoảng 20 ngày đến 30 ngày là có thể đem ra dùng được. Rượu có màu vàng rất đẹp, màu sắc đậm, nhạt tùy thuộc vào cái tỷ lệ cây mật gấu trên số lượng rượu dùng để ngâm. Rượu uống có vị đắng nhưng mà uống quen cũng rất thích. Nếu rượu đậm quá thì chúng ta có thể pha thêm để chúng ta uống, để chúng ta dùng. Quý anh chị thân mến, như vậy là qua video này thì chúng ta thấy cây mật gấu nó có rất nhiều các tác dụng trong cái việc mà chữa bệnh, trong việc mà tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị các cái bệnh về viêm gan B, viêm gan C và hạ viêm gan vô cùng hiệu quả. Thì đối với loài cây này thì đã có hàng trăm bệnh nhân điều trị bệnh hiệu quả nhờ cái cây thuốc này. Và cũng rất mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức trong cuộc sống. Nếu quý vị có những cái điều gì cần phải băn khoăn thắc mắc, cần để giải đáp thì quý anh chị có thể để lại cái lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.